Nanny, cả nhà đoán xem hôm nay Min có gì? Tớ nói, các bạn mà thường xuyên làm đẹp á là hay bỏ qua bước dưỡng môi lắm luôn á. Đi ra ngoài có thể để mặt mộc chứ không thể nào mà thiếu son được. Đây là mặt nạ môi collagen được chiết xuất từ hoa hồng và trái cherry. Và trong hộp có kèm theo dụng cụ để lấy mặt nạ nữa nè. Một hộp có tới 20 miếng lận á nha. Vừa mở nắp ra là thấy thơm liền. Mình sẽ cất vào tủ lạnh trước khi sử dụng. Min đã sử dụng hết một hộp rồi và đây là hộp thứ hai. Em nạ này á là siêu dưỡng ẩm giúp chị thâm và làm hồng môi, sẽ không còn bị nứt nẻ môi do thường xuyên sử dụng son mỗi ngày nữa. Đó, mình chỉ cần đắp mặt nạ trước khi đi ngủ, sau khi đã tẩy trang, và trong một tuần nó chỉ cần đắp 3-4 lần thôi. Trong lúc đắp mặt nạ thì mình sẽ lấy cái gì đó ra ăn sương sương cho nó đỡ chán ha. Đây là bánh trứng muối tan chảy. Hôm nay thì mình sẽ ăn nhân khoai môn. Mọi người có tin á là trong một tháng mà mình đã ăn tới 8 cái rồi đó. Cái bánh này ăn ngon lắm luôn á, mọi người nên ăn thử nha. Hình như là có cái gì đó sai sai, đang đắp mặt nạ môi thì làm sao mà ăn được. Thôi nín lại nè, mình sẽ làm đẹp trước cái đã. Mặt nạ môi á sẽ đắp từ 20 đến 25 phút sau đó lột ra. Ta-da! Sau khi lột ra mọi người thấy liền luôn, môi cực kỳ căng mọng và hồng hồng xinh lắm luôn. Tranh thủ kết hợp với mặt nạ mắt vừa hỏng với quần thâm lại có thêm môi xinh, thích ha.